Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2023, giá cà phê trong nước rớt móc 44.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2023 ở thị trường trong nước giảm 400 đồng mỗi kg, hiện giá dao động từ 43.400 đến 43.900 đồng mỗi kg. Hiện giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng giảm 400 đồng mỗi kg, hiện ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh Lâm Hà được thu mua với giá từ 43.300 đến 43.400 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức giá 43.900 đồng mỗi kg tại huyện Chư Prong, còn ở thành phố Pleiku và huyện Iagrai giá cà phê hôm nay là 43.900 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Kon Tum, tỉnh Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua với giá 43.900 đồng mỗi kg. Đối với giá cà phê thế giới, trên hai sàn London và New York đều điều chỉnh giảm dù chỉ số đô la Mỹ đang suy yếu. Theo chuyên gia, đây chỉ là sự điều chỉnh giảm thường thấy sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 26 USD, xuống 2037 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 25 USD, còn 2032 USD mỗi tấn. Các mức giảm rất đáng kể khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng giảm, kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 1,95 cent, xuống 173,65 cent, 3 và kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm thêm 1,95 cent, còn 173,7 cent tập 3, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Thông tin bên lề Tại buổi họp báo lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 diễn ra mới đây, ban tổ chức cho biết lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này với sự tham gia của khoảng 400 gian hàng của 150 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp cà phê của nước ngoài và có. Yếu tố nước ngoài tham gia, đáng chú ý, ban tổ chức đã mời Hoa hậu Hennie làm đại sứ truyền thông của lễ hội, phiên khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV5 và tiếp sóng tại nhiều đài địa phương là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột. để khai mạc của lễ hội lần thứ 8 diễn ra vào 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2023 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV5. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 2 tăng mạnh 1.000 đồng mỗi kg, cao nhất 62.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 2 tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh 1.000 đồng mỗi kg tại các vùng trồng trọng điểm hiện giá tiêu trong nước giao động 59.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay, ngày 11 tháng 2 tại thị trường tiếp tục điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước giao động 59.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai đang được thương lái thu mua ở mức 59.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tương tự, tại Đắk Lắk, Đắk Nông cũng tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mức 60.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng tăng mạnh 1.000 đồng mỗi kg. Hiện giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 62.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Với mức giá này, hiện giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục dẫn đầu cả nước. Tại Bình Phước, Đồng Nai giá tiêu hôm nay tăng lên mức 61.500 đồng mỗi kg. Trên thị trường thế giới, Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen lạp tung tăng nhẹ 0,3%, lên mức 3.629 USD mỗi tấn. Còn giá hạt tiêu trắng môn to của quốc gia này tăng thêm 0,2%, ở mức 6.118 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen trinh Asta của Malaysia duy trì ổn định ở mức 4.900 USD mỗi tấn, còn hạt tiêu trắng Asta của quốc gia này vẫn có giá 7.300 USD mỗi tấn, đối với thị trường Brazil giá hạt tiêu đen Astan 570 giữ ở mức 2.900 USD mỗi tấn. Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g L và 550 g L giữ ở mức 3.250 đến 3.350 USD mỗi tấn và giá tiêu trắng có mức 4.750 USD mỗi tấn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá tiêu trong nước tăng ngay sau Tết Nguyên đán là bởi bức tranh mất mùa, sản lượng thấp ngày càng hiện rõ khi vụ thu hoạch rộ diễn ra. Sau đa đông Bà Rịa Vũng Tàu, hiện một số địa phương ở Gia Lai, ngoài những vùng nguyên liệu được xây dựng theo tiêu chuẩn hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp cũng ghi nhận tình trạng sản lượng suy giảm. Theo đánh giá, vụ tiêu năm nay, năng suất hầu hết các vườn đều giảm so với năm 2022. Nguyên nhân do vài năm trở lại đây các vườn tiêu không được chăm sóc tốt, cộng với thời tiết không thuận lợi khiến năng suất tiêu không cao, trước tình hình sản lượng và giá tiêu xuống thấp, ngành nông nghiệp địa phương cũng đưa ra khuyến cáo giúp người trồng tiêu ổn định sản xuất. Có thể thấy, bức tranh sản lượng hồ tiêu vụ mới ngày càng rõ nét ngay khi vừa bước vào vụ thu hoạch rộ tại các tỉnh trồng trọng điểm. Sau Bà Rịa, Đan Đông, Gia Lai, Đồng Nai, đến nay là Bình Phước cũng có ghi nhận tình trạng mất mùa, sản lượng sụt giảm.